Chủ nhân, Vân Trọng Cẩm thích người. Hừm, nhấc lên. Mèo, chủ nhân, người sớm đã biết huynh đệ Vân gia đều thích người rồi sao? Vân Trọng Cẩm thông minh lý trí, biết rõ chúng ta không phải là người chung đường. Hắn ta cũng biết che giấu đi tình cảm, sẽ không để ảnh hưởng, phá hỏng tới quan hệ đồng minh của chúng ta. Còn Vân Kiều thì sao? Ta lấy thân đền đáp nhé. Ta cảm thấy giống như có thêm một người đệ đệ. Đệ đệ, mình muốn thắp cho Vân Kiều một cây nến. Không nói những chuyện này nữa, đi nào, tới phường đá chơi thôi. Hưng phấn. Ngươi, thiếu chủ đừng sợ, tôi là Đồ Vân, là một trong những thủ lĩnh của Dạ Hành Quân. Đồ Vân. Trước đây hình như có nghe thấy Hà Thượng nhắc đến, Đồ Vân đến đây rồi, chính là bà ta. Chào bà, ta là Quân Vân Tuyết. Ta biết, Hà Thượng đã nói rồi, thiếu chủ không cần ngồi dậy, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ta biết là lão Hà Thượng kia không biết chăm sóc người khác, sớm biết thì ta nên đến đây mới đúng, như vậy thì thiếu chủ sẽ không bị thương rồi. Thiếu chủ cực khổ rồi, đều trách Thượng Quan Dĩ Dung kia, bao nhiêu năm nay không cho chúng ta gặp người, cũng không biết tên người, không biết tướng mạo của người. Nhưng từ nay về sau, Dạ Hành Quân chúng ta sẽ bảo vệ thiếu chủ chu toàn. Đồ Vân ta sẽ làm bất cứ chuyện gì về thiếu chủ. Thật sao? Nắm chặt. Bà thật sự sẽ làm bất cứ chuyện gì vì ta sao? Sao vậy, thiếu chủ? Người có gì cần Đồ Vân làm sao? Một tuần sau, tiệc rượu ở Vân gia. Quân Cửu cô nương, còn có mấy ngày? Các người sẽ đi tới Ngũ Tông rồi. Chuyến đi này rất lâu, không biết tới khi nào mới có thể gặp lại. Huynh sao không hỏi đệ chứ? Bộp. Kiều Kiều, tiểu tử như đệ có gì đáng hỏi chứ? Xoa xoa, dù sao cha cũng đã hạ lệnh, nhiều nhất cứ cách 3 năm đệ phải về nhà một lần, nếu không ông ấy sẽ không nhận đứa con như đệ. Được rồi, biết rồi. Huynh đệ hòa thuận, hòa hợp vui vẻ. Mèo, chủ nhân, thật sự nghe Mặc Vô Việt mà không uống rượu sao? Cổ nhân bảo thủ như vậy, nhào phải Mặc Vô Việt còn dễ giải quyết. Nếu như nhào vô người khác, sống chết đòi ta chịu trách nhiệm thì ta phải làm sao? Thì là giết hay là không giết? Mình cũng không phải là người tàn bạo lạnh lùng như vậy, cho nên không uống thì hơn. Tới lúc nào có thể uống ngàn chén không say thì tính tiếp. Say bí tỉ. Mau đưa hai vị công tử đi nghỉ ngơi đi. Ngồi xuống. Hoàng gia gia nhờ ta sáng mai đi bắt mạch cho hoàng hậu, giúp hoàng hậu an thai. Chuyện vô vị như này, ngươi có đi không? Đêm nay ta sẽ bế quan một thời gian, sáng có thể sẽ không đi cùng muội được. Trên người Mặc Vô Việt có mùi máu tanh rất nhạt, khác với mùi tanh dỉ sắt thông thường, mùi này rất nhẹ, toát ra mùi hương êm dịu một cách rất lạ. Mặc Vô Việt bị thương ư? Hơn nữa, mùi này khác với người thường, lẽ nào trên thế giới này còn có chủng tộc khác? Tiểu Cửu Nhi, mai ta sẽ đợi muội ở đây, cùng về Thiên Tung Viện. Vậy bây giờ, huynh còn không mau đi bế quan đi. Tiểu Cửu Nhi, thơm ta đi, ta sẽ đi ngay. Cần ta chọc cho huynh một kim không? Soạt. Đám già đó đúng là sợ chết. Tưởng dùng khóa nhốt rồng thì có thể kiểm soát ta sao? Rồi sẽ có ngày, ta phá được khóa nhốt rồng. Đến lúc đó, tính sổ một thẻ. Có điều, nếu không phải nhờ khóa nhốt rồng làm suy yếu thứ sức mạnh nuốt chửng ta, thì ta cũng không thể ở lại Hạ Tam Trùng, không thể ở lại bên cạnh Tiểu Cửu Nhi. Thế giới Hạ Tam Trùng căn bản không thể dung nạp sức mạnh của ta. Tiểu Cửu Nhi, đợi ta. Hoàng cung. Hoàng hậu, bệ hạ. Hoàng hốt. Cái gì? Phụng Thiên Khải chết rồi.
Phụng Thiên Khải chết rồi. Tên khốn đó cuối cùng cũng chết rồi. Dù sao Phụng Thiên Khải cũng là hoàng tử, sao tự dưng lại chết? Chết vì bệnh ấy mà. Chẳng phải hắn đánh nhau với Quân Vân Tuyết sao? Mèo, vậy thì đúng là hời cho Phụng Thiên Khải rồi. Một tên vô dụng như hắn chắc chắn sẽ bị Quân Vân Tuyết đánh nội thương, lại không có ai chữa trị nên chết rồi. Cái chết của Phụng Thiên Khải có vấn đề. Đi, chúng ta đến Khải Vương phủ xem thử. Mèo, không về Thiên Tung viện à? Đến Khải Vương phủ xem thử rồi về, cũng không mất nhiều thời gian đâu. Vù, đây là hoàng cung đấy. Khải Vương phủ. Phụng Thiên Khải bị người ta giết chết, hơn nữa người giết hắn ra tay rất tàn nhẫn, dùng đủ mọi thủ đoạn giày vò hắn đến chết. Thủ đoạn độc ác quá, là Quân Vân Tuyết ư? Không phải cô ấy, kẻ giết Phụng Thiên Khải là ngươi. Cái gì? Thú vị đấy, không ngờ cô lại phát hiện ra ta. Cô là Quân Cửu đúng không? Ngươi là ai? Sao lại ở Khải Vương phủ? Khuôn mặt này rất giống với tướng quân và phu nhân. Ta muốn ngươi giết hai người, Phụng Thiên Khải và Quân Cửu. Phụng Thiên Khải sống ngày nào thì chính là nỗi nhục của ta. Ta bị ép gả cho hắn, cuộc hôn nhân này căn bản không được tính. Mà tất cả, bao gồm cả việc quân gia bị hủy diệt, còn cả chuyện ta bị đánh trọng thương, tất cả đều do con tiện nhân Quân Cửu. Ngươi phải báo thù cho ta, dùng cách tàn nhẫn nhất để giày vò chết bọn họ. Quân Cửu cũng là người của quân gia, đương nhiên sẽ là giống. Là người của quân gia mà lại dám tàn nhẫn tiêu diệt toàn bộ quân gia, người phụ nữ độc ác, tội lỗi vô số này. Rầm. Quân Cửu, cho dù là ai làm hại thiếu chủ của bọn ta thì ta đều sẽ không tha cho kẻ đó. Phụng Thiên Khải chính là tấm gương của ngươi. Cái gì? Cô ta là thích khách giết hại hoàng tử, mong bắt cô ta lại chỉ dựa vào các ngươi ư? Soạt. Hự, bịch. Bịch bịch. Chủ nhân, bà già này mạnh quá. Bà ta chắc cùng cấp bậc với ông nội. Vậy chắc chắn là đánh không lại rồi. Không đánh lại mà còn không mau chạy đi. Chạy. Người phụ nữ này đã chặn hết đường lui xung quanh của ta rồi. Chạy cũng không thoát được. Thiếu chủ, mà bà nói là ai? Nể tình cô là người sắp chết, ta nói cho cô biết cũng không sao. Thiếu chủ nhà ta là Quân Vân Tuyết. Quân Vân Tuyết? Vậy bà cũng là người của quân gia? Đương nhiên không phải. Ta là Đồ Vân, một trong năm thủ lĩnh của Dạ Hành Quân. Quân Cửu, cô đến điện Diêm Vương thì đừng quên nói với Diêm Vương, người giết cô là Đồ Vân ta. Rầm. Rắc rắc. Vụt. Meo meo. Chủ nhân, ta đến giúp cô. Xuyệt, là ta. Ai da, meo, sao ngươi lại cào ta? Ngươi ở đây thì còn đứng đờ ra đó làm gì? Còn không mau đi giúp chủ nhân. Ta biết ngươi lo cho Quân cô nương. Nhưng chủ nhân đã đến rồi, ta dám cướp công cứu Quân cô nương sao? Mạc Vô Việt, sao ngươi còn chưa ra tay? Đừng động đậy. Bịch. Nhãi danh, cũng có chút bản lĩnh đấy. Đáng tiếc, trong mắt Đồ Vân ta, thế này vẫn chưa đủ. Vậy sao? Xoẹt. A. À. Còn khốn, dám làm ta bị thương. Chán sống rồi. Đình. Đình. Mạc Vô Việt, huynh đến thật đúng lúc. Đương nhiên, ta, người là ai? Người ta muốn giết, chưa từng ai có thể. Cao mày, quấy rầy ta và Tiểu Cửu Nhi nói chuyện. Đáng chết. Cái gì?
Đợi đã. Tiểu Cửu Nhi sao thế? Ta có chuyện muốn hỏi cô ta. Hỏi xong rồi, huynh hãng giết. Được. Á. Bịch. Người đàn ông này mạnh quá, hắn là ai? Sao nước Thiên Tung lại xuất hiện một cao thủ mạnh như vậy? Sau khi tướng quân qua đời, Phụng Kiêu là người đứng đầu nước Thiên Tung. Hắn chắc chắn không phải là người của nước Thiên Tung. Quân Cửu, đồ tiện nhân vong ân phụ nghĩa, tìm được chỗ dựa mạnh hơn, liền quay ra giết quân gia nuôi dạy ngươi. Đồ tiểu nhân lòng lang dạ sói, cô sẽ không có kết cục tốt đâu. Cô nói gì? Quân gia nuôi dạy ta? Cô không nói nhầm đấy chứ? Nếu việc quân gia mắng nhiếc nguyên chủ từ nhỏ là nuôi dạy thì đúng là đến hai chữ nuôi dạy này cũng là nhục nhã. Nguyên chủ sống ở quân gia, sống còn không bằng một con chó. Đến chết mà cũng không có nơi chôn cất. Bây giờ, cô lắc đầu thì chắc là nước trong đầu kêu lắm đấy. Cô, Đồ Vân, cô là một trong năm đại thủ lĩnh của Dạ Hành quân. Sao lại gọi Vân Tuyết là thiếu chủ? Hừ, cô muốn thăm dò tin tức của thiếu chủ từ chỗ ta. Đừng hòng. Quân Cửu, cô tàn nhẫn độc ác như thế. Sau khi Dạ Hành quân biết được tin tức, nhất định sẽ truy sát cô khắp chân trời góc biển. Cô chết chắc rồi. Đúng là gà nói với vịt, đàn gảy tai trâu. Cô ta chẳng còn tác dụng gì nữa, huynh xử lý đi. Được. Soạt, Quân Cửu, ta liều với cô. Có chết ta cũng phải kéo cô chết cùng, mới không phụ lời hứa đối với thiếu chủ. Vù, a. Rắc, rầm. Lần này đến rất nhanh, đáng được khen ngợi và khuyến khích. Vậy Tiểu Cửu Nhi định khen ta thế nào đây? Bộp bộp, làm tốt lắm. Thế này đủ chưa? Không đủ, thì ta vỗ thêm mấy cái. Cũng chỉ có mỗi quân cô nương được ân sủng mà không biết. Nếu là người khác thì đã có kết cục giống với Đồ Vân rồi. Đồ Vân là một trong năm đại thủ lĩnh của Dạ Hành quân. Nhưng ta không hiểu, nếu Dạ Hành quân muốn nhận thiếu chủ, lẽ nào không nên nhận con của Vũ gia, của quân gia hay sao? Sao lại gọi quân Vân Tuyết là thiếu chủ? Mèo. Con gái của Vũ gia quân gia, quân Minh Dạ, chẳng phải là chủ nhân hay sao? Dạ Hành quân là thuộc hạ của quân Minh Dạ, sao lại gọi quân Vân Tuyết là thiếu chủ? Vốn dĩ ta muốn giữ bà ta lại để muốn làm rõ chuyện này. Tiểu Cửu Nhi muốn biết điều gì thì điều tra là được rồi. Từ lời nói của Đồ Vân thì Dạ Hành quân không chỉ còn lại một mình bà ta, dường như vẫn duy trì được thế lực đáng kể. Sau khi quân Ngũ gia chết, rốt cuộc Dạ Hành quân đã đi đâu? Còn cả ông lão tên là Hà Thượng đó nữa. Ông ấy cũng là một thành viên của Dạ Hành quân ư? Mặc Vô Việt, đưa ta đến Thiên Tung viện, ta muốn hỏi Hoàng gia gia về chuyện của Dạ Hành quân. Được. Biến mất, vụt. Meo meo meo. Tiểu Ngũ, ngươi muốn ta đuổi theo à? Nhưng ta còn phải điều tra mối quan hệ của bà già này và quân Vân Tuyết. Meo. Ta đi cùng Lãnh Uyên. Như vậy ta có thể biết được chân tướng sớm nhất, sau đó nói với chủ nhân. Mặc Vô Việt quả nhiên rất mạnh. Sao Đồ Vân vẫn chưa về? Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Không thể nào. Đồ Vân là một trong năm đại thủ lĩnh của Dạ Hành quân, linh sư cấp 7. Đó là cảnh giới ngang hàng với Phụng Kiêu đấy. Nếu không phải ta không thể ra ngoài thì ta cũng đã đi rồi. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy Quân Cửu và Phụng Thiên Khải chết thì ta mới hả dạ. Tiếng bước chân, chắc chắn là Đồ Vân về rồi. Có phải Đồ Vân từng đến đây không? Nhìn sắc mặt của Hà Thượng, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Đồ Vân từng nói lúc mình đến thì không gặp Hà Thượng, mình cũng xem như không biết thì hơn. Đồ Vân, cô ta là ai? Thiếu chủ, cô chưa từng gặp Đồ Vân sao? Chưa từng. Sao thế, có chuyện gì sao? Phụng Thiên Khải bị giết rồi. Cái gì? Phụng Thiên Khải chết rồi là ai làm vậy? Không đồn ra ngoài là ai làm, nhưng người giết Phụng Thiên Khải cũng đã bị giết tại chỗ rồi. Cứng đờ. Sao có thể chứ? Đồ Vân bị giết rồi, chẳng phải bà ta là linh sư cấp 7 sao? Nhưng cho dù có chết thì cũng nên giết Quân Cửu rồi mới chết chứ.
mới giết được mỗi Phụng Thiên Khải, đúng là đồ vô dụng. Bây giờ, thiếu chủ thu dọn ngay đi. Hôm nay, chúng ta phải rời khỏi Thiên Tung Viện. Cầm thẻ thân phận của mọi người qua đó, căn phòng tương ứng chính là chỗ ở của mọi người. Đại đệ tử của 10 nước đến đủ, thì sẽ có người đến thông báo cho mọi người bước tiếp theo. Tiểu Quân Cửu, đây là thẻ bài của sư huynh, nếu có ai bắt nạt muội thì cứ lấy ra dọa bọn họ, sư huynh ở Đan Tông mong chờ muội đến lắm đấy. Ồ, đi thong thả không tiễn, lạnh lùng. Thái độ này rốt cuộc là có muốn đến hay không? Chắc không có luyện dược sư nào không muốn đến Đan Tông đâu. Huống hồ mình đã nói như thế rồi, nhưng Quân Cửu không phải là người bình thường, không thể đối xử bằng cách thông thường được. Tiểu Quân Cửu, nếu muội bằng lòng đến Đan Tông thì ta có thể mời sư phụ nhận muội làm đồ đệ, làm tiểu sư muội của ta. A, à, giật mình quay lại, hoảng sợ bỏ chạy. Muội thấy sao, sư phụ ta là tông chủ Đan Tông đấy, mỗi khóa đệ tử hạt giống không có mấy người có thể làm đồ đệ của tông chủ đâu. Thế này đủ cám dỗ rồi chứ. Ở nước Thiên Tung, Vô Thương đích thân mua vài hộp đan dược Quân Cửu luyện chế, nghiên cứu suốt một tháng mà cũng không hiểu được sao thuật luyện đan giống nhau mà đan dược của Quân Cửu lại có chất lượng siêu tốt, hiệu quả cũng gấp mấy lần những người khác. Đến đệ tử của tông chủ Đan Tông, luyện dược sư thiên tài như hắn cũng không so sánh được. Hơn nữa, Quân Cửu còn trẻ tuổi như thế, một thiên tài như vậy, Đan Tông bọn mình nhất định phải giành lấy. Cuộc thi giữa ngũ tông, Đan Tông uy vũ khí thế. Giành được Quân Cửu thì cuộc thi giữa ngũ tông lần này Đan Tông có thể vượt lên các tông, giành được giải nhất. Tiểu Quân Cửu, cô có nghĩ xong chưa? Tài năng luyện đan của cô tốt như thế, không đến Đan Tông thì đáng tiếc lắm. Đến những tông môn khác chỉ làm lãng phí tài hoa của cô thôi. Mong chờ. Quân cô nương, Cửu tỷ tỷ hình như từng nói sẽ không đến Đan Tông. Ngũ tông có 5 tông môn, ta vẫn chưa nghĩ kỹ là đến đâu, đợi ta nghĩ kỹ rồi nói sau. Ta đưa ra điều kiện như thế mà cô ấy lại vẫn nói chưa nghĩ kỹ. Mọi người cũng nghe thấy rồi chứ, khuyên Tiểu Quân Cửu đi. Đến Đan Tông thì con bé sẽ có tương lai vô hạn. Là cô ta, đại sư huynh của Đan Tông muốn cô ta vào Đan Tông, thì thầm, không ngờ lại có được lời mời của đại sư huynh của Đan Tông, không biết sao vận may lại tốt như thế. Bàn tán xôn xao, Quân Cửu nổi tiếng lắm hả? Sao ta chưa từng nghe nói nhỉ? Biết đâu là dùng tà môn tà đạo gì nên mới khiến đại sư huynh Đan Tông mời cô ta. Quân cô nương, xem ra thiếu nữ lúc nãy nghe thấy lời của Vô Thương thì truyền ra bên ngoài rồi. Mặc kệ bọn họ đi, ta đến phòng rồi. Tiểu Lôi, Vân Kiều, hai người ở phòng bên phải. Bịch. Cô là Quân Cửu nhỉ? Bổn công tử ngắm trúng căn phòng của cô rồi, ta muốn đổi với cô. Còn cả hai người nữa, ta muốn lấy cả ba phòng này. Nhìn thấy phòng bên kia chưa? Kể từ bây giờ, chỗ này thuộc về ta, bên kia là chỗ ở của các ngươi. Sập sệ. Dựa vào đâu mà ta phải đổi với các ngươi? Căn phòng đó nhìn là đã biết hỏng rất nhiều năm, sao có thể ở đó được? Có phải các ngươi qua kiếm chuyện không hả? Đúng thì đã làm sao? Ngoan ngoãn nhường phòng đi, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Các ngươi muốn làm gì? Vân Kiều, tránh ra. Xoạt. Nghiêng người. Rầm. Lặng ngắt như tờ. Thật to gan, cô dám. À, tránh ra, tránh ra. Nắm lấy. Đau quá, đau quá, cô buông ta ra. Bỏ dậy, ca. Tiện nhân, cô chán sống rồi, thả ca ca ta ra.